họ muốn chiếm cái quả địa cầu này thành biến thành màu đỏ. Thì cách đây mười mấy năm trước cái gì có nói ở Trung Cộng, cho nên họ được Mỹ cho ăn no giống như giúp ngát vậy đó, giống như mấy câu chuyện mà ở Houston là bữa có ai cho mấy người đi phá giang á, rồi về nhà làm thịt luôn á. Thì đại khái tức là lấy, đúng ra là phải lấy ân báo ân, không mà Trung Cộng lấy quán báo ân, tại vì cho nó khai thác vô nó mạnh thì lúc đó xém một chút ở trên sư phụ phải khấn. Thì từ đó cái quả địa cầu ngày hôm nay mới thay đổi lớn cho tới ngày hôm nay thì sắp sửa đó là kết thúc là để sẽ không còn cái tà, cái ác, cái bất công. Tại vì có nguyện thời từ lúc mà tái sanh làm con người, nhất là người Việt Nam. Có nhiều người hỏi đại tử Mỹ hỏi sao sư phụ có nhiều ánh sáng như vậy, là một God nó nói, nó thấy, nó ngồi thiện thôi. Nhưng mà sao sư phụ hôm đầu thai là một người ngoại quốc nào, nước nào nó có tiếng nói, cũng giống như ca sĩ Việt Nam mà nó ca suốt đời vẫn nghèo, ca sĩ Mỹ ca ăn bản là giàu vậy đó. Còn tại sao sư phụ đầu thai là người Việt Nam mà lại vẫn bị người Việt Nam không trân trọng? Đó là người Việt Nam mình có cái nghiệp nặng, rất là nặng. Hiện bây giờ họ cũng đang bị cái nghiệp rất là nặng, nhưng mà cái nhiệm vụ xuống trần để mà đón rước Phật Di Lặc, tất cả những vị Phật mà thời xưa mà lúc mà Phật Thích Ca 2600 mấy năm về trước, 500 mấy năm lúc mà thọ ký, khi mà Phật nhập diệt á, ở một cái thời đại mạt pháp này á, khi mà đạo Phật bị suy đồi bởi con cháu của Ma Vương mặc áo vàng vô nó quậy á, câu chuyện nó ai cũng biết rồi phải không? Thì một vị Phật kế tiếp thì kế thừa, đó là Phật Di Lặc, là đức thầy của mình, Đức Bình Phú Sọ, là Phật Di Lặc. Sư phụ chỉ nói 99.9 thôi nha, còn 1% để chờ ngài tự ngài nói, là ngài là số 1. Còn sư phụ là đệ tử của Phật Di Lặc, chuyên thừa của Phật Di Lặc, cái tiếng gọi cũng là giống nhau, nhưng mà trên cái sự thiết bí kịch, sư phụ cho mấy đệ tử đức thầy kia và mọi người với cha đồ công bố ra bữa giờ á, để ai nên ai, con ma hay là con quỷ hay con Phật, nhà nào có cái bằng đó thì là con của Thượng Đế, con Phật. Còn những đứa mà lì lợm cứng đầu thì sau khi cái trận này á, nó sẽ nhiều chuyện để mà xảy ra với mỗi người có cái nghiệp của họ. Cái nghiệp trước tiên á, là thấy thất nghiệp nè, đói nè, rồi bệnh á, rồi mai mốt là thí dụ như bữa nay cúp điện ở Sài Gòn á, ngày mai á thí dụ như những cái gì mình thèm ăn như bánh mì rồi đâu có điện đâu làm bánh mì, rồi từ từ cái xuống cấp rồi thành ra điêu tàn. Thì cái bài hồng tàn giữa mùa xuân á, thì bây giờ hoa hồng nó khô rồi héo rồi tàn, bây giờ là rụng, nó đi qua bốn thời kỳ. Mà cái bài đó ngày xưa của một vị có cái tượng ngoại á, đang ngồi ngoài đó cho sư phụ. Thì khi cái bài đó ra thì năm 1985 hay gì á, là chế độ Liên Xô đầu tiên sụp đổ, tại vì cơ trời đi hàng nghìn năm. Thì những cái bài sấm cơ mà bây giờ trên mạng sư phụ bỏ lên đó là trúng hết. Thì cái bài đó tuy là có mấy câu nhưng mà nó áp dụng nguyên vỏ thể chế Liên Xô sụp đổ. Từ thời đó tới thời nay á, quý vị cứ kêu sư phụ phải đọc lại cái bài đó, phải thuộc lòng cái bài đó, hồng tàn giữa mùa xuân, đứa nào thuộc lòng không? Thì đến hôm nay á, là rụng thiệt á, chứ không có còn là héo nữa. Tại qua hồng nó khó rụng lắm không? Nó héo từ từ, qua hồng là gì mình biết rồi đó, hồng quân đồ, khăn hoàng đỏ rồi. Nước Việt đang dậy chết, bốn bức tường đi khép lại vậy nè, khép lại. Sư phụ đã từng tái sanh vô khắp nhiều nước, khắp nhiều hành tinh,
riêng nước Việt, Hồ tái sanh vô làm vua cũng mấy lần, giờ chưa nói được. Nó được giờ ở bển, nó ở Hà Nội nó cạo mồi sao. Trung Cộng tụi nó ghê lắm, cho nên mình không có nói. À, để sau này để mày biết. Đó là không phải là đùa, mà cũng phải là nửa nửa thiệt thật giả giả. Nhưng mà lời chú Hụ nói trên mạng này, cái đóng máy quay phim sẽ lưu truyền mấy nghìn năm, không bao giờ Hụ nói láo. Một lời Bồ Tát nói là thiệt. Thì có ân quán, giờ có ân nợ với cái quốc gia này nè. Thì hôm nay mới ngồi đây. Rất là làm vua rất là nhiều lần của nước Việt. Mà lần nào mà xém chút là cũng bị Tàu nó đồng quá không. À, ngộ vậy đó. Xém chút. Lần này xém chút. À, bữa cái vụ mà 999 mà ba cái địa điểm mà nó mua gì đó. Ở đây vụ khánh chết. Rồi bắt đầu có ngày cứ ngồi họp với mấy vị về chuyện này. Mấy vị nói ngày không thích thì tôi put nó on hold. Quản lại. Rồi cái lúc đầu á, hoàng xe với trường xe cũng khó đòi lắm. Tại vì nếu mà nói về lãnh thổ á, nước là của ông Long Dương cai quản, ông làm ông nhập phụ. Nhập phụ cũng phải ngồi xin xỏ. Cái vô phụ mới lên trên mạng mới kêu ba công chức tàu ngầm của Nguyễn Tấn Dũng mua phải không? Đừng có ăn cắp dầu nữa. Phải warm up nó. Tại vì bỏ nhiêu dầu á, mấy ông nội đó cứ hút bán đó. Rồi bây giờ muốn đi đuổi mấy con dịch vô á, làm sao đuổi? Đuổi dịch có nghĩa là khi Trung Cộng có chiến tranh với Biển Đông á, mình cứ ra mình lấy lại thôi. Chỉ cần một chiếc hải quân nhỏ nhỏ của ông Mỹ nó đậu chơi chừng hai thằng ngồi câu cá thôi là bảo đảm đại thất hạm đội của Trung Cộng nó không có dám xuống vùng đó. Đậu đâu khúc chỗ miền Bắc nước Việt á, vịnh Bắc Việt á, là làm sao mình cứ đuổi dịch. Đuổi nó về rồi lấy Hoàng Sa, lấy Trường Sa lại. Chỉ đuổi thôi chứ không phải là đánh nha. À, vậy mà cũng là không được nữa. Tại vì không có dầu chảy ra ngoài thì sao mà đuổi. Trời ơi, Việt Nam không có cái gì mà nó không ăn cắp hết trơn á. Tàu ngầm mà nó còn rút dầu ra đổ nước vô nữa mà. Nhiều chuyện vui lắm. Tự mấy con không biết. Để tôi ngồi tôi coi tình hình thế giới phải không. Rồi cái con là có bắt trọng giả nữa. À, mỗi một ông nào số mạng tới đâu, chừng nào chết thì phụ nắm tay hết. Rồi ông nào lên, ông nào xuống thì phụ biết luôn. Nhưng mà mình không có nói nhiều thì mấy ông loạn cào cảo bển không. À, gần đây bển gửi người tới thăm núi mình hoài. Nên giờ cũng phải cẩn thận. Như nào đông đông kiểu này á. Ví dụ như mai mốt. Mấy đứa con ở Thiên Thứ nào có cái bát của Thiên Long Sơn á, đậu xe trên này. Còn người nào mới tới cho họ đậu ở dưới khu ông giáo đi, khu Catholic á. À, để cho giống như mình tạo sự khó khăn chút, nó muốn challenge thì cho nó challenge nhưng mà khó khăn chút. Cái thế giới này á, cái hụ núp cũng không được, núp lùm như kiểu bà rồng lửa cũng bị vô họp. Cũng may là ngồi đây chứ không có núp, nhưng mà phải có ngày có giờ. Để mà mình gặp, còn không gặp, không bỏ clip lên mạng thì cũng tội một số đứa con họ Thiên. Họ nhớ, họ mong. Thì cái nào mình cũng phải trung dung, nhưng mà mình là dạng từ bi thì không có kẻ thù. Còn người nào mà coi cho Hụ là kẻ thù hay ghét cho Hụ á, thì người đó vô lý. Mình dũng chững vô lý cho nó nhẹ nhàng nha. Chứ thật sự chuyện này không có đụng chạm tới ai, chỉ có nói lời thật thôi. Giờ khi nào tôi nói sai đi, có giỏi á, truyền thông, mạng truyền thông nó tự do đó, đưa cái gì tôi nói sai đi. Còn này mình nói để chi? Để mình xây dựng. Mình nói để mà cho mấy ổng á có cái miếng nệm để mà ổng hạ cánh an toàn, không có bị u đầu quá không. Là ở trên mẹ dạy, mấy vị ngồi ở ngoài đó cũng dạy, đức thầy cũng dạy. Thường thường đức thầy về dạy cho phụ hoài. Sau này con á phải lấy ân báo quán. Ê, sorry. Đúng không? Lấy ân báo quán đúng không? À, tức là lấy từ bi để báo quán, không có để cho trả thù qua lại. Và đồng thời á không để cho giống như những đứa con cháu của mấy ổng mà qua đây lâu năm á, cho nó trở về để ứng cử lại. Mục đích của mình á là
người thế gian không có quyền xử người thế gian. Để cho nhân quả, và nếu mà họ giờ chót họ quay đầu thì cũng được cha xóa một phần tội đó. Còn nếu mà họ lì quá đó thì họ sống trong cái hận thù khổ, và trong luật Phật ai mà ôm hận nhiều, ai mà sân si á, thì cái thần hồn của họ sẽ bị đi về đâu mình biết rồi đó. Nhưng mà nhiều khi họ không có hiểu về tâm linh, không hiểu về đạo thì cũng tội nghiệp. Còn những đứa nhỏ nó lớn lên nó vô tư. Chứ bộ hồi lớp đầu á, nói mấy cái này cách đây 5-6 năm, mấy ông HO ở đây á, chửi kiết, mày nói hả, mày thân cộng hả. Tôi theo cái thiện, tôi không có thân ai hết, tôi nói là thật. Còn mấy ổng thì hăng máu lắm, chắc mấy ổng, nhất là ổng đồ ăn mình. Thụ phải dịu xuống, tôi phải giải thích. Rồi bây giờ là những ông HO mà gần gần với vụ á, là bây giờ không còn thù nữa. Để mấy ông hiểu rồi, cùng là người Việt, nếu mình đấu qua đấu lại thì cái nước mình nó sẽ rất là chậm phát triển, không có lên lẹ được. Cũng giống như nhà hai chồng gây lộn á, chẳng có ma nợ dám tới chơi mình. Hai anh em quýt lộn có ngày quýt hai thằng á, không ai chơi nó. Nước Việt mình cũng vậy. Sau này á, là mấy vị nói á, cờ này nè, mấy cái nón để lên quầy, nón của ba á, cái nón dưới này nè, thấy không? Cái ở trên á là người Bắc, ở giữa là người Huế, sau người Nam của vua Thành Thái 1138, da vàng á, không? Thì cái lá cờ này nó đã có một cái lịch sử lâu ngày trên thế giới rồi, nó chỉ bị đứt đoạn có năm mấy năm mà. Hôm nay á, Liên Hiệp Quốc với NATO với Mỹ, tất cả các đồng minh á, gọi là phe đồng minh á, chứ không phải phe trục nha, sẽ dùng cái lá cờ này hàng gắn lẹ lắm. Việt Nam muốn mượn 1.000 tỷ nó cho mượn liền, muốn hết công ty khai thác vô là cho vô liền, lẹ lắm. Còn một lá cờ nào lạ hơn mà cái đó bảo đảm sẽ không có được, dân sẽ không bao giờ từ đang chết đói mà trở thành là một mâm cổ đầy được. Muốn lẹ là chỉ có thằng này. Thì cơ trời đi như vậy, mà cơ trời đi hàng nghìn năm, đi trước khi Thiên Tướng Kiệt này sinh ra đời, đi giống như cuộn phim đó, đã làm xong rồi, người nào được coi trước, người nào được coi sau thôi. Nó sẽ đi theo lớp, theo lan và đi đồng bộ, đi đến lúc mà nghe với tàu hai thằng đó cũng giống như con rắn hai đầu cùng chết một lượt, một đầu chết cũng không được. Hiện bây giờ thằng nghe là coi như chết rồi, sống mà cũng như chết, cũng giống như mấy vị nói bắt chồng vậy đó, thấy sống nhưng mà cũng như chết. Thằng Trung Cộng cùng với thằng nghe sẽ đi một lượt, thì cái thế giới nó mới gọi là xoay một lượt, quay thay đổi một lượt. Chứ còn một hàng rồi chừa lại một hàng cũng không đúng. Cái đó không có gọi là thời vàng kim nữa. Thời vàng kim khi Phật Di Lặc xuất hiện, thế giới con người cùng một tiếng nói, cùng một cái sự thông cảm, cùng một cái tánh thiện, cùng một cái lý tưởng là làm cho cái quả địa cầu này trở lại thanh bình. Không có lý do gì á là cứ hàng xóm với hàng xóm mà cứ đấu đá đánh với nhau tối ngày. Nó sẽ làm cho nguyên một cái thế giới không có trật tự. Không có ai chế vũ khí trong tương lai nữa, nhất là nghe sẽ không còn nữa. Bây giờ nó bên chế cũng chẳng ai mua. Mục đích cuối cùng của mình đó là để cho nhân loại biết có Phật Thánh Tiên ra đời. Và nhất là nước Việt nhỏ xíu, mà ngày xưa ông chọt Washington là vua nước Mỹ nè. Tại vì ổng là vua nước Mỹ, ông Quan Công là vua nước Tàu, ông Trần Đạo là vua nước Việt, ba ông là hội họp tối ngày. Về bên cõi kia là chánh, lãnh lệnh của cha. Rất là đông mấy chư vị ở trên núi mình, ai cũng thấy rồi đó, ai cũng biết rồi đó.
về đây mới có cảm nhận được, ở xa nghe nói thôi không có cảm nhận. Trở về nước Việt, tại sao Phật thánh thiên hạ phàm cho nước Việt? Tại sao Việt Nam bây giờ nhảy lạch đạch á, giống như là bị Covid á, nằm trên giường bệnh sắp ẹt rồi đó, mà không cho để Phật thánh tiên hiện hình ra để mà giúp cho quốc gia, cho dân bớt đói đi? Đó là một quy tắc. Khi đã là quỷ thì nó ăn không được, nó cũng phá cho hồi. Cái tâm ma nó là như vậy. Mà khi 100 triệu dân mà đang sống chung thì cũng bị cái nghiệp lây á, cũng bị khổ lây cho tới ngày đó. Thầy giáo phụ nói thẳng, quỷ là ai? Quỷ là cái xác Hồ Chí Minh nằm đó, chỉ cần đem thiêu thôi là nước mình không có bị chấn ém, là dân tự nhiên á, quan ninh lên liền, là thoát nạn liền, là 6 triệu chim hiền á, 3 giờ rụp rụp liền. Thí dụ như ngày mai á, bác chồng ra lệnh, nó bây giờ thiêu xác bác Hồ mình nha, bác Hồ thành Phật rồi, thiêu nha. Chứ không phải như mấy sư cô của hỏi ca Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm nha, giờ muôn năm cho ổng về trời đi giảng sanh cho ổng đi, nhưng mình thương ổng đi, đưa về trời. 6 triệu chim hiền mấy đứa con, tất cả trên thế giới có ai chịu đi về đứng để mà tiễn xác bác về trời không? Hả? Không. Tào lao cao đồ nó không. Bây giờ thí dụ bắt chồng chịu, mình cũng phải chịu, phải tiễn một đàng hoàng phải không? Chứ mà nó không đâu được, nó không ông để trình hình nó hoài rồi sao? Kiệt đầu tiên sẽ đi về tiễn, tất cả hồ thiên nhân thế giới cũng phải về sắp hàng tiễn luôn, đứng nghiêm đàng hoàng phải không? Tiễn bác Hồ đi về trời để cho cứu 100 triệu dân. À, cái giờ để dân chết thì ổng đã chết rồi. Ông đốt đi tiễn đi thì mình đứng nghiêm trời. Không, nó dày biết sao không? Tại vì kiện rất là yêu bác Hồ. Để kiện giải thích. Là tại vì trong cái movie mấy vị không có hiểu, tại kiện nói chuyện với mấy vị thường xuyên. Mỗi một ngày á là giống như người cày cá ruộng vậy á, đưa cái đầu lên, tức là đưa cái hòm lên buổi sáng là cực hình đó không, rồi cái chiều cái đem cái xác xuống lặn lên hợp xuống, cứ nghe cái đầu trồi lên hợp xuống ngoài giống như bị chấn nước vậy đó. Bác đời rất là đau đớn, bác nói kiệt ơi ngài cứu tôi. Ở ngoài đời á thì mọi người kêu bác Hồ là bác Hồ, còn trong bô vi ổng kêu kiệt là ngài mà. Thì cái thường mà nó lão rồi, ngài nói tôi, nó đừng có hành hình tôi nữa, nó xài tôi đủ rồi. Nó đưa lên rồi đưa xuống, đưa lên mà ngày nào cũng vậy. Bây giờ bất cứ một người nào, ví dụ Bác Ngư mà chết sau này con Bác Ngư làm gì Bác Ngư chịu không? Nó nói là mồi nhưng mã đẹp, chôn rồi ở xi măng đồ đẹp đó không, cứ đưa lên đưa xuống kiểu đó. Ồ, đau đớn lắm. Thì mình đang nói Việt Nam vậy chắc. Mà nếu mà biết như vậy thì tại sao không cho Đức Thầy của mình xuất hiện, không cho Kiệt về Việt Nam? Tại Kiệt về là Kiệt đem mắt dưới mạch này về được mà. Nhưng mà Đức Thầy xuất hiện á thì cả thế giới mới chấn động, thì mới biết được á là. Quý vị nên nhớ nha, những cái đạo của Mỹ đây là nó có đạo đạo gì ta, nhiều loại lắm. Ở miền Trung nước Mỹ nó có mấy cái đạo Mormon, rồi đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo này đạo kia. Nhưng mà họ lúc nào cũng rất là sùng kính, đi nhà thờ rồi thường xuyên mỗi tuần. Nhưng mà họ lúc nào cũng nghĩ là Thượng Đế với những cái tâm linh, những đấng bề trên ở xa xa lắm. À, mình ở dưới đất này mình làm gì ở trên không có biết. À, họ vậy đó. Họ không bao giờ họ tin là Thượng Đế tuy ở xa nhưng mà rất là gần với mình. Họ không bao giờ có cái thuyết đó. Cho nên họ cứ nghĩ là Thượng Đế ở super cao,
à, Phật đồ họ cũng tin nữa, nhưng mà ở cao lắm. Còn mình ở dưới này sao á, mình làm gì mình cứ làm, thì những cái đạo khác họ tin là như vậy. Họ không bao giờ ngờ được là ở trên cũng có thể mang xác phàm, cũng có thể nói tiếng người, cũng có thể làm việc như người, và đồng thời khi mình khấn là mấy vị cũng chung quanh của mình. Thì làm sao để mà nói cho họ hiểu? Thì cũng may có ông đại tử ngồi đó đó, Edwin. Ổng là nhà khoa học gia đó con. Ổng đi qua bên khắp thế giới, ổng dạy khắp đủ loại sắc dân. Ổng mới đi bên Jerusalem nữa. Mai mốt ổng sẽ viết cuốn sách, ổng sẽ kể hết. Cũng giống như bây giờ ổng ở cái thiền định, ở cái cấp sơ thiền á, ổng thấy được. Giống như bên Hilton ổng thấy ma hồ đúng không? Hồi hôm qua hôm kia ông nhìn thấy sư phụ có 7 dòng, 8, 9 dòng hào quang. Rồi hào quang cứ phóng lên như thế nào, ông quảng hồn. Ông ấy quên. Thì ông mới biết sư phụ là rồi, I just told people that you saw me have 7 or 9 overall. And the light, yeah, the light go to the sky. Yeah, big, big. Tại cái lực của sư phụ mạnh lắm, như cái điển á, cái hào quang á nó mạnh lắm. Nhưng mà ở đây á không phải mình ổng, mà những người trên núi mình, những người hộ pháp sư phụ ai cũng biết mà. Thì sư phụ sửa cho nó có như sao là vậy á, thì mới trị bệnh được đúng không? Mấy con muốn được như ổng á, nó không phải buông hết, đừng có ham tiền ham của gì hết. Ổng buông, mà cái đầu ổng rất là pure, cái đầu ổng như cái mặt hồ không có gió gì đó, thì ổng mới nhìn thấy được sư phụ. Còn mấy đứa con còn giao duyên với đời, còn phải đi làm này nọ, thì cái căn bản mấy con chỉ cần làm đúng lời sư phụ dạy từ xưa giờ, là đọc kinh ngồi thiền ngày bỏ chừng tiếng rưỡi, thì trong đó, trong cái lại gia thức và trong cái ấy, mấy con cũng nhìn thấy sư phụ được, thầy kịp được, chứ không có cần giống như ổng. Còn mà bỏ đọc kinh á thì sẽ không nhìn thấy, tại lúc đó nó trượt nhiều quá, nó không còn điển thanh nữa. Chúng ta ngồi đây được là vì cái hào quang của sư phụ, là giống như điện 110 vậy, nó liên kết nha. Tự nhiên có một người mà mất lòng tin, tức là trượt đó, họ không có nghe được một cái âm thanh này vô, cái âm thanh điển này vô, họ chịu không có nổi. Một là giống như là vô nước biển mà đúng, còn nếu không nó bị sốc. Nó có hai cái đi ngược lại, nên người không có nói chuyện được với những người hung dữ, họ không bao giờ absorb được cái energy, rất là khó nói. Nhất là mấy bác HO ngồi đó con không, à, bác lão phải không? Ông đó là cực kỳ á, ông là ở đây là chùm HO, dưới ông là mấy chục HO đây nè, ông kêu đứng chào cờ là chào á. Bác họ chức vụ gì đó hả? Dạ. Có thừa cái vụ gì dưới núi vậy? Tổng thư ký. Tổng thư ký vậy gì? Cụ quân nhân. Tổng thư ký cụ quân nhân. Vậy là Phật cũng lớn mà. Thì bao nhiêu cụ quân nhân mình biết rồi đó. Hồi đó chạy qua Mỹ là nhiêu ông. Thì ổng là tổng thư ký, không có thể là vừa đâu. Nhưng lúc đầu ổng cũng không tin. Thì giờ ổng biết tin rồi. Thì bất cứ họ nghĩ con là ai? Em nói về cái bài kính thiên, tại vì bác này cũng đã từng ở trại tù Nam Hà ngày xưa. Ngày xưa lúc mà sư phụ còn chưa biết gì á, còn nhỏ tuổi á, thì 14 tuổi mẹ không có muốn bỏ sư phụ ở trong nước Việt để bị nhiễm. Tại vì sống với người ác không á, mình phải phấn đấu lên. Đó là tại sao khi mà ở trên dạy mình phải lấy ăn báo quán là gì.
họ không có muốn xấu, họ không muốn làm người xấu. Nhưng mà nếu họ không làm người xấu, họ không có tồn tại được trong cái xã hội xấu. Thì bây giờ á, có cơ trời rồi, có Phật Thánh Tiên rồi, thì mình phải tha lỗi hết cái đó. Họ không có muốn tham nhũng, mà họ mà không tham nhũng họ sẽ bị lỗi. Bị lỗi có nghĩa là gì? Mất chức, là mất vợ, mất con, mất quyền, mất tiền luôn nữa, mất mạng nữa. Thì cho nên họ phải đi theo cái nguồn máy đó. Thì cho nên dạy chỉ mấy cái này chơi hụ lắm. Đó là vậy. Thì bài Kính Thiên, thì từ bài Kính Thiên số 1 cho tới hôm nay gần mấy chục năm sau, ba mấy bốn chục năm sau, nửa đời nửa đạo hả, rồi đây nắm giữ gian sang trong đó mẹ nói. Rồi tới bài số 2, tất cả đó là lời kinh, lời Phật. Mà trước khi bữa mà phổ nhạc á, là thì phải hỏi mẹ đó, hỏi mấy vị trên á, mấy vị trên cho, mà ở trên cứ nói là cái người mà nhạc sĩ phải làm theo cái điệu nhạc, kiểu đừng có gọi là giống như kiểu nhạc pop là được rồi, phải không? Tại nó là kinh mà. Hả? Rồi mà cũng may có mấy ông nhạc sĩ, ông cũng hiểu, ông làm cái hai bài. Hôm nay nước Việt dễ chết mà cho Phật Thánh Tiên xuất hiện, lộ diện ra, phải không? Tại vì mấy vị đang nằm ẩn hết. À, ngày Đại Ca Diếp, ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, Đức Phật Di Lạc là Đức Thầy rồi đúng không? Rồi trong đó có mấy ông nào ta? Hồi thời mấy đứa nào mà đọc kinh mà của Đức Phật Thích Ca đó, thì những gì đó hôm nay tái sanh lại hết. Đang nằm ở trên nước Việt này nè, đang nằm trên quả địa cầu này. Họ đang ẩn để họ chờ cơ trời mà đúng ngày đúng giờ, cũng giống như trứng rồng vậy đó, đang ấp chưa có nở. Nở rồi á thì lúc đó đó có câu gì á, giật mình mới biết mình quen lâu rồi á, chắc lúc đó thuộc mới hết bị chửi. Ồ chứ bây giờ đó là tám bề thọ địch nghe quý vị. Ví dụ bốn bề thọ địch thì dễ, Tình Báo Hoa Nam hay là Cộng Sản đi là một bề, nhưng mà nó còn nhiều bề đây nữa. Bề HO này cũng đâu có ưa mình đâu. Mấy ông ở đây không, ông chủ tịch cộng đồng ông Vũ Văn Lộc ở đây nè, ông đâu có ưa mình đâu. Rồi ông Nam báo Việt TV cũng đâu có ưa, với mấy thằng mà nắm cộng đồng đây đâu có ưa. Tại vì không biết nó nắm cộng đồng là nó nắm cho nó hay là nắm cho Cộng sản để mà nó đè đầu dân ở đây. Gần trăm cái chùa ở đây toàn là chùa quốc danh không. Cho nên gọi là tám bề thọ địch. Người mình ghét chú hộ, ghét kiệt là một chuyện nha. Ở bên kia á, mấy cái đứa mà bên Việt Nam nó không hiểu, nó ghét là dễ thương. Không bao giờ giận mấy đứa dư luận viên. Mà mình buồn á là những người bạn mình đây nè, đi theo địch. Có nghĩa là làm ăn về cộng á, ở đây có anh Chiêu mình nè, đi sandwich, rồi vòng vòng đây nhiều lắm, hỏi ông đóng đại gia Dynasty Tư Lập đồ á, Vinthao đổi dân chọn đó, trời ơi bạn mình không mà lại không có ưa mình, muốn làm việc cái lãnh lưa, gọi là gì ta, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản hả? À cũng giống như mấy đài truyền thông cầm cái lá cờ này lên đã đảo cộng sản, hỏi gì đi đó, nhưng mà thật sự nó là cộng sản không. Đừng bao giờ tin thằng nào mà cầm cái cờ này mà biểu tình mà nói, nó biểu tình nó làm cho xáo trộn cái lớp trẻ Việt Nam, để cho lớp trẻ Việt Nam á thấy cái đám bùi nhùi mình, thấy cái ruột già của mình á, nó ghét để mà nó giữ đảng, lấy động chế tỉnh mà nó mưu mô lắm. Cái này mấy vị nói là sau này á nó hoạt động ngầm, hoạt động nổi, hoạt động đủ kiểu, hoạt động tiền nữa. Nhưng mà cái thành phần mà không ở trên không tha thứ, đó là thành phần hoạt động mà phá hoại cộng đồng 40 mấy 50 năm không phát triển được ở hải ngoại. Cái người Việt mình là cực kỳ thông minh như người Do Thái. Nó quậy cho đến nỗi mà hôm nay á, Việt Nam mình mà không có cái núi Thiên Long Sơn á, không có cái chỗ một miếng đất nhỏ xíu hay cắm dùi nữa, đúng không mất hả?
vừa mở ra công viên á, chính phủ cho 20 triệu là nó vô quậy nát, mà nó là chủ tịch hay là nó là trong những cái ban bể không đó. Rồi bữa hổm vô cho 50 nghìn làm cái tượng kỳ đài 7 cái gì đó kêu là gì? Hả? Cái đó tên là gì? Cổ thành Quảng Trị. Vậy mà Kimberly hồi với Tạ Đức Chí đóng kịch với nhau cái là thôi rồi xong. Nó hốc mớ tiền nó còn cười nó còn kiệt mày ngu quá ha, mày cho tao tiền. À, khi nào mà hồi xưa mình không có rành, sao là mới biết trái nhà mới lòi ra mặt chuột không à. Giỡn mặt với ai thì giỡn hức, nhưng mà tối ngày cứ lừa thần với thánh với Phật đem xuống ngồi giỡn đá đít, sau này sẽ hiểu. Bây giờ thì chưa nhân quả mấy cái nghiệp hết. Cái người mà chịu chơi á là giống như Hoàng Duy Hùng phải không? Tao cộng sản tao giao cờ vậy á, sợ quá. Thà chịu chơi vậy á mình mới gọi là ngon phải không? Mai mốt tặng cho ông cái huy chương. À, còn mấy cái thằng mà nằm dùng mà nó mà mượn mình, mấy thằng đó mới mình mới là mấy thằng đó sau này mấy vị không có chừa. Cho mày cứ là ấy đi, đến một ngày đó sẽ hiểu. Dân bắt được sau này người ta sẽ lôi ra hết tất cả mạng truyền thông. Lên đây phá hoại cái núi mình nữa. Làm đủ trò hết á. Giả bộ con họ Thiên rồi vô nữa không? Bởi vì bữa hôm mấy vị trên đó, mấy này mấy đứa con gái đệ thiên đệ tử họ Thiên của Thái tử rất là hiền, đứa nào cũng tốt. Nhưng những gì phải không? Những ngu lắm. Bị người ác lợi dụng. Có nữa mấy vị qua nói trước hả? Bị người ác lợi dụng. Nên nhớ một quy tắc. Khi mà mấy vị có nói, khi cờ đã là cộng sản thì đến chết cũng là cộng sản. Khi đã là người ác, đến chết họ cũng là người ác. Cực ác nghĩa là cực ác. Trừ khi có một cái bệnh tật gì hay là một cái tai nạn gì họ đổi thành cực thiện thôi, chứ cái lý trí của họ cũng như cái tấm bảng vậy đó, toàn là giết mấy cái làm bậy không. Bây giờ con muốn xóa không có thể nào xóa được, giết toàn là mất cơ lên không. Mà vì giống như Phật tử ở dưới bị mấy ông thầy quốc danh vụ á, làm sao mà hiểu được Thượng Đế là ai, ai là người cứu họ không. Bây giờ họ quay đầu. Bởi vì mấy gì mới nói là con đừng có lo mấy chuyện đó. Đức Thầy nói sau này á, cái thế hệ sau họ sẽ đi xuống địa ngục theo mấy ông thầy hết. Con đừng có buồn gì là, để mình buồn là bạn đạo mình không, mà mình giúp họ không được thì cứ giống như qua một cái vụ lúa thất thu đi. Sau này đạo Thiên Tâm sẽ có trường đại học mọc khắp quả địa cầu này, không phải chỉ riêng trên nước Việt mà khắp mọi thành phố hải ngoại. Rồi lúc đó sẽ đưa về một mối đạo thống nhất. Ai mà thờ Thượng Đế, ai mà đứng ở ngoài sân mà lại Thượng Đế, dầu cho đạo Mormon, đạo Jehovah Witness hay là đạo Công giáo, Hồi giáo, đạo gì trên quả địa cầu này, sau này cũng sẽ thành Thiên Tâm hết. Đó là thật. Sau này thành có một mối đạo một. Là tự gì chỉ có học Phật á, họ mới biết được nhân quả. Chỉ có học Phật á, người Công giáo hay những người đạo Mormon hay những người đạo Jehovah's Witness hay những cái đạo ở bên Montana, những cái đạo họ rất là hiền nha, nhưng mà họ có nghĩ cha rất là cao, cha không có ở gần với họ, cho nên ở dưới này ô để tôi làm thì tôi làm, ổng không có biết. Họ có nghĩ như vậy không à? Họ không có thêm một cái level, họ không có tìm hiểu cao thêm để họ có lòng tin. Thì chỉ có Phật giáo thì cắt ái ly thân, nhưng mà thật sự mấy ổng đâu có cắt ái, mấy ổng rồi tham sân si, mấy ổng đầy đủ hết hiện giờ nè. À, có mấy clip bữa đệ tử mình gửi thì tài danh sắc thực thì đó là căn bản để mà làm đệ tử của Phật, mà mấy ổng đều có đầy đủ. Sư phụ là người đời, nhưng mà cái đó sư phụ đã cắt được. Là đừng than thế nào với nó phàm này, đi về trời hả, vỗ tay con.
mấy con á lớn tuổi có bổn phận á, phải canh mấy đứa đệ tử trẻ trẻ giùm sư phụ. Tại sư phụ đó thời tài danh sắc thực thì mấy kia mình không nói nữa, cái chữ sắc á, phải canh nghe, nó hâm mộ biết á, hâm thành thích cá nhân á thì là phạm thượng. Phạm thượng á mà lỡ như không được á thì nó sanh cái hận nữa ra, nó xuyên tạc mình nữa. Cho những đệ tử mà lớn tuổi á có bổn phận phải dạy em mình, chứ không có bỏ, dạy để nó thay đổi như kiểu hồi xưa Ngài A Nan với Ma Ganh già vậy đó. Cho cô biết sao không biết. Ma Ganh già cũng thành Phật hết à, hiểu không? Cũng thành Phật hết. Bữa mình đọc sớ đây, cái thế giới này hụt chấp luôn hết. Những gì thầy lỗi lạc với Tây Tạng hay Việt Nam đâu có khả năng làm gì. Lúc đó mấy vị Phật đứng đầy trên này nè, cha rồi nữa nè, ngày nào á cũng lo cho cái quả địa cầu này, không phải hộ tái sanh là cho riêng người Việt Nam nha, ở trên nó cho cả trái đất này. Đức thầy cũng phải cho người Việt Nam nha, cũng cho cả trái đất này luôn á. Những gì trong vô vi mà của Việt Nam á là lo cho trái đất này hết. Tuy là mang hình hài và nói tiếng nói người Việt của cái thời đại này, nhưng mà những cái quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất như ở Mỹ này tỷ 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 đúng không? Biden xài tiền là nghìn nghìn tỷ đúng không? Việt Nam mình hiện giờ chỉ cần có 2 tỷ thôi là cứu được nạn dân khỏi bị cúp điện, khỏi bị đói rồi. Nghèo nhưng mà về mặt đạo đức sau này rất là cao, còn hiện giờ đạo đức nó rất là suy đồi, rất là thấp. Nó phải lặn xuống tới đáy biển á thì nó mới trồi lên. Thì nước Việt là trong tương lai ở trên đã ấn định là như vậy, thì họ mới mang tiếng nói người Việt. Mà buổi khánh đó, đó là cho toàn địa cầu, cái nào nghe lại nó sẽ có cái bệnh. Bữa mà ở trên nói là có cái bệnh một con Covid mới á, nó dễ lây dễ chết người hơn nữa. Từ loài thú qua loài người, nhưng mà khi mình khấn rồi á thì nó có nhưng mà nó ít, thì coi như là một sự ở trên đã giảm dùm cái nghiệp cho mình, cha đã cho. Mỗi một lần mà mình nói cái gì á, giống như hiện giờ nước Việt ở trên nói á là sắp sửa có đại chết đói, đại nạn á, thì bây giờ mình thấy gần rồi đúng không, chỉ còn ngưỡng cái cửa thôi. Tại vì nếu mà chiến tranh thôi là không có viện trợ vô, điện rồi không có, gạo rồi không có, có phải là những cái người mà ở nhà trọ chết đói không? Cái hàng lọt luôn á. Thì mình đã nhìn thấy rồi. Thì hôm nay mình làm cái lễ bữa 30 tháng 4 á, mình khấn chỉ mong á là đừng có xảy ra thôi. Mà ngộ có một cái hiện bây giờ, thí dụ như từ bữa 30 tháng 4 bữa nay ngày 27 tháng 5 là gần một tháng. Họ cũng chẳng có hiểu là mình đây mình làm gì cho họ. Dân trong nước á, dân Sài Gòn á, họ cứ lơ la, họ cứ nghĩ lâu lâu coi clip của ông này vui vui thôi. Có người nó giống như là zombie rồi, không còn tri giác, không có còn cái sự nhận thức nữa, biết mình đang ở ngửa cưỡng chết và sống mà họ vẫn không biết. Mà ngược lại mấy thằng đại gia giàu á thì nó có những cái người cố vấn tâm linh sau lưng họ, nhập đồng nhập cốt, hay là ông hoàng ông tám ông gì ở ngoài Bắc á thì họ biết, hay mấy ông bộ chính trị đều là biết, tâm linh biết. Nhưng mà cái số lượng đó đâu có bao nhiêu người, 100 triệu người, mấy ông chừng có vài chục người thôi thì mấy ông biết. Nhưng mà ở ngoài kia cái số lượng dân nhiều á họ không biết, thì chính phủ có bổn phận phải nói. Mà chính phủ đâu có nói thì mình đây mình nói á, thì một cái kênh Ngô Tấn Kiệt Official này tiếng nói rất là nhỏ bé, cộng lại á sư phụ không mặc áo vàng nữa, phải sư phụ mặc áo vàng á là thôi dễ thầy phải không, chắc người ta tin nhiều á. Nhưng mà thời nay á là nên nhớ ông Lưu Bá Ôm á, ông nói là thánh nhân tương lai không có nằm trong ngũ đại truyền thừa. Cái là Ngô Tấn Kiệt này không có thuộc về một tôn phái nào hết. Con có thiên thượng xuống trần,
không có tôn phái. Tôn phái nào cũng là của Kiệt, tôn phái nào cũng là của cha. Cho nên không có nằm ở trong đó, cũng không có sanh ngay nhà Dương Giả, cũng không có sanh ra trong chùa hay hoàng cung, không có lại gì hết. Bữa mình có kể sơ về vấn đề mà những cái vị thầy Rinpoche á, họ tái sanh, mà tại sao cả trong nước Việt Nam và ngoài nước thì họ rất là sùng kính. Cái đó cũng là tốt đó, tại người mấy thầy Việt Nam không có làm được. Là vì khi mà ở cái lối thiền mà cao tu tập của Mật Tông á, họ thấy cái xác này già rồi, họ có thể bỏ cái xác đó, họ có thể đi tìm một cái xác em bé khác, cũng giống như đứa nào đang, người nào đang có bầu, cái bầu thai đó có thần hồn rồi, thì ông này ông là thuộc dạng có tu tập thì ông có cái lực mạnh, ông đuổi cái thằng nhóc đó ra để mà ông cướp xác, thì ông mới có cái trí nhớ rồi mới tiếp tục, ông mới tu tập tiếp, thì gọi là tái sanh. Chữ tái sanh này nghe nhẹ nhàng nhưng mà đó dạng cướp xác đúng không, nhưng mà cũng là ok. Còn cái thằng nhóc đó thôi mày đi tìm bầu thai khác, tao mày cà điêu vậy đó. Chứ còn cái dạng cho phụ là không có giống vậy, tái sanh này là thiệt luôn á, là nguyên thần nguyên xác. Và những gì sư phụ nói thì chỉ có một phần của thiên tử nói, còn thằng thiên tử nó cũng đang lỏng giống này, tại sư phụ là thuộc dạng chiếc thân cả dạng người được mà, nó khác xa lắm. Còn những cái gì đó thí dụ như quần pháp cả đời, nhưng mà đến ngày mấy vị đó mất, mấy vị cũng phải tái sanh thành thầy Tây Tạng, người Tây Tạng. Tại cái lối tu tập của họ trong cái lại gia thức đã quen với cái recipe đó rồi, giống như mình canh chua các kho, canh chua các kho mình quen vậy đó, nước mắm vậy đó. Còn kêu mà ăn xì dầu với canh chua mình ăn không có được, thì mấy ổng không có đầu thai vô thành mấy ông thầy kiểu Việt Nam giống như đại thừa rồi này nọ, không có giống. Thì cái lại gia thức nó đi giống giống vậy, nó cũng đâu, nếu mình hiểu được á thì cũng chẳng có gì gọi là lỗi lạc đúng không, đó là cho cá nhân của mấy ngài thôi. Tại sao Phật tử ở đây mấy nghìn người xưa tu chung lúc mở chùa ở dưới, sao họ không có hiểu? Còn ông Rinpoche là khăn đỏ, nhưng không có nói là trên mạng, cũng là một bình thường thôi, trong mắt chúng tôi cũng là một thầy giáo thôi à. Thôi là giáo chủ tập khác, các đệ tử họ thiên phải biết. Đó là lý do tại sao mấy đứa mà đi theo mấy thầy dưới á, chứ coi thường sư phụ là tự vì mấy con á, cứ nghĩ mình nói sư phụ là mê tín, tự nó hiểu không có tới, mà để nó hiểu tới rồi thôi cho mày đi ba ngọn gió thoảng á, là ba dòng á, là 300 năm á, muộn rồi đó. Cứ nhìn sự việc, nếu mà không có hiểu về thần thông, không có hiểu về tâm linh, nhìn sự việc tất cả các thầy giàu cho cỡ nào Việt Nam hay Tây Tạng cũng đều là gây quỷ để đem về nuôi vợ nuôi con đó, dù nói thiệt cả thầy Tây Tạng nữa nghe. Ông khăn đỏ mà không có vợ con đầy á, khăn vàng thì không có nghe. Còn thầy Việt Nam mình không có nói hết mấy ông này nghe, nhưng những ông thầy mà không có nổi tiếng là những vị thầy tu thiệt, họ đang bị cộng sản đàm áp, họ đang nằm ẩn là có nữa. Còn mấy ông thầy mà nổi tiếng là nó có một cái vàng marketing, đó là vàng làm quảng cáo, rồi nó có một vàng gọi là dư luận viên, rồi làm IT, làm